Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Redmi Note 8 Pro. Và hiện tại mình đang rất bất ngờ về mức giá bán của sản phẩm này tại Cellnet. Đấy, mình có tham khảo ở trên website của Cellnet thì mức giá niêm yết sẽ là 5.990.000 đồng cho phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Nhưng mà nếu mà các bạn thanh toán qua VNPay, các bạn sẽ được trừ thêm 5%, tối đa là 300.000 nữa. Và các bạn sẽ được tặng thêm cả một cái phiếu mua hàng trị giá là 350.000, trừ thẳng trực tiếp tiền mặt vào giá cho các bạn. Nghĩa là mức giá của dòng này chỉ rơi vào khoảng hơn 5 triệu mà thôi. Với mức giá hơn 5 triệu, chúng ta sẽ được một sản phẩm như thế nào? Hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết cho các bạn cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro này. Với mức giá hơn 5 triệu, chúng ta sẽ so sánh cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro này với cả một số những cái sản phẩm hàng sách tay khác đi. Đấy, thì Redmi Note 8 Pro nó cũng có phiên bản hàng sách tay, bây giờ là giá loanh quanh tầm khoảng trên dưới 5 triệu đồng. Nhưng mà mức giá đó là mức giá chưa bao gồm những cái gói bảo hành thêm. Đấy, nếu chúng ta mua bảo hành thêm ấy thì nó sẽ rơi vào khoảng 400.000. Đấy, và nó chỉ được là bảo hành trong vòng 12 tháng thôi. Đây là một sản phẩm hàng chính hãng, các bạn sẽ được bảo hành 18 tháng. Vậy là nếu mà được bảo hành 18 tháng toàn diện thì chúng ta phải thêm vào khoảng bao nhiêu ạ? 600.000 đồng. Đấy là còn chưa kể là hàng chính hãng, chúng ta sẽ không phân biệt màu sắc, nghĩa là các bạn thích lựa chọn màu nào, giá cũng vẫn chỉ là như vậy mà thôi. Trong khi đó thì cái kia là có phân biệt màu sắc. Đấy. Và mình thấy là rằng là với mức giá như này thì thậm chí là nó còn rẻ hơn cả hàng sách tay nếu bạn nào khéo mua. Đấy. Ok, hãy khoan nói về cái mức giá đó. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào nội dung chính, đó là về đánh giá chi tiết về cái Redmi Note 8 Pro này xem như nào. Cái cảm giác đầu tiên khi mà mình mua một cái chiếc điện thoại về đó là mình sẽ để ý xem là phụ kiện nó như nào. Thế thì phụ kiện thì cũng cơ bản thôi. Có ốp lưng này, có sạc nhanh đi kèm, nhưng mà vẫn như bao nhiêu các thiết bị của Xiaomi khác, đó là sản phẩm này không có tai nghe. Đấy, nhưng mình nghĩ là chúng ta cũng chỉ cần bỏ thêm khoảng một vài trăm nghìn là chúng ta đã có một cái tai nghe ở bên ngoài rồi. Đấy, AKG bây giờ thì cũng rẻ lắm, mấy trăm nghìn thôi, chúng ta mua về cũng được, không có quan trọng cái đó. Đấy, tiếp theo nữa là về cái cảm giác cầm nắm thì sao. Thực sự là Redmi Note 8 Pro khá nặng đối với bàn tay mình, trọng lượng của nó là tròn 2 lạng luôn, đeo thêm một ốp lưng nữa vào là hơn 2 lạng. Và thực sự là mình cầm lên mình cảm thấy nó khá là nặng, sử dụng là như vậy. Đấy, sản này cũng tương đối lớn nữa, nhưng mà cái cảm giác cầm nắm vào thì nó lại không bị cấn tay. Đấy, nó có các đường bo ở phía mặt lưng như này, mà như Xiaomi nói họ gọi là đây là bo 3D ấy. Đấy, thì nó sẽ cầm vào đó sẽ không bị cấn tay. Tiếp tục nữa, cái dòng này có một cái điểm mình rất hay, đấy là cái phần viền này của nó này, cái phần màn hình của nó này, nó làm không quá nhô cao lên so với phần viền, và nó vát, nó rất là liền lạc với cả cái phần viền này, nên thành ra khi chúng ta vuốt vào nó không bị cấn tay một tí nào cả. Xin nhắc lại là không bị cấn tay một tí nào cả. Những bạn nào đang sử dụng Redmi Note 8 Pro, các bạn có thể phản hồi lại cho mình biết. Đấy, nếu chúng ta sử dụng những sản phẩm giống kiểu là Oppo A520 thì trong cái bài đánh giá chi tiết mình cũng đã nói với các bạn, đó là nó vuốt vào khá cấn tay, cộng thêm với cả cái miếng dán màn hình có sẵn theo máy nữa, thì chúng ta sẽ có cảm giác giống kiểu là vuốt vào cái dao lam ấy, vuốt vào cái lưỡi dao lam ấy. Cái điều đó là cái điều mà mình nghĩ là nhiều bạn cũng cảm thấy nó tương đối khó chịu, thì trên sản phẩm này chúng ta sẽ không cảm thấy cái điều đó nữa. Rồi, tiếp theo nữa là về mặt chất liệu thì sao. Được cái là con này có chất liệu là mặt lưng kính ở phía sau, và kính được trang bị ở phía sau là kính cường lực Gorilla Glass 5. Kính cường lực ở phía trước cũng là kính cường lực 5 luôn nhé. Đấy, thì về chất liệu là khá là ổn rồi. Thế tuy nhiên có vấn đề, đó là cái khung viền của nó này thì nó lại là khung viền nhựa. Các bạn nhìn thấy không? Khung viền này là khung viền nhựa. Nhưng mà nó được sơn cái màu sắc mà nó khá là đồng màu với cả cái phía mặt lưng này. Nên chúng ta nhìn vào thì nó cũng tương đối là giống khung viền kim loại. Xiaomi đã rất khéo léo trong việc làm như vậy. Và mình cũng nói luôn đấy là nếu chúng ta đeo thêm ốp lưng vào thì kính hay là kim loại hay là nhựa thì nó cũng đều là nhựa cả mà. Bởi vì chúng ta đã đeo thêm ốp lưng vào rồi, đúng nào. Nhưng mà cái ưu điểm của cái khung viền nhựa này là cái việc nó sẽ giúp cho cái máy này bắt sóng rất tốt. Đấy, nó sẽ bắt sóng tốt hơn khá nhiều so với cả những sản phẩm mà có khung viền bằng kim loại. Mình cũng nói luôn, đấy là ở cái chỗ nhà mình đang thuê đây này, thuê để làm studio này, mình luôn luôn sử dụng nó để làm tham chiếu cho những bài test sóng. Bởi vì điện thoại mà kiểu gì nó cũng phải là một cái để mà nghe gọi cái đã, nghe gọi nó phải tốt cái đã. Đấy, thì con này sóng sánh nghe gọi cực tốt, wifi cực ổn, bluetooth cực ngon, bắt sóng 4G cực ngon, bởi vì cái khung viền nhựa của nó. Đấy, nhà mình ở chung cư, khi mình vào thang máy, ví dụ như iPhone hoàn toàn có thể mất sóng khi mà thang máy quá kín, hoặc là khi mình xuống hầm gửi xe, ở chỗ nhà mình là 3 hầm gửi xe xuống dưới hầm B3 thì hoàn toàn có thể mất sóng đối với iPhone. Nhưng con này thì không bị cái điều đó. Đấy chính là cái ưu điểm của khung viền nhựa là như vậy. Đấy, bắt sóng khá là tốt. Điện thoại tàu mà, thực ra điện thoại tàu nào bắt sóng tốt thôi. Tiếp tục nữa nào, mình sẽ nói về cái mặt lưng ở phía sau có điểm mình thích và không thích.
mặt lưng ở phía sau như vừa nãy mình đã nói ấy, là chất liệu kính thì là ổn rồi nhá. Nhưng mà kính này là kính bóng này, nên là đối với những cái sản phẩm mà nó tối màu như cái sản phẩm mình đang cầm trên tay này thì nó sẽ xảy ra vấn đề để lại mồ hôi dấu tay rất nhiều. Đấy. Tiếp theo nữa đó là cái cụm camera kèm theo đó là cái cảm biến vân tay này nó đặt rất lồi luôn. Rất lồi, và khi chúng ta để lên trên bàn này nó sẽ xảy ra hiện tượng bị cập kênh. Đấy, nó cập kênh như này. Đấy, và đấy là điều mà chúng ta không thích. Chúng ta đeo ốp và chúng ta sẽ xử lý được thôi. Nhưng mà có một cái rất là buồn cười đấy là bình thường ấy, những cái điện thoại khác nó chỉ làm lồi cái cụm camera thôi, còn cảm biến vân tay nó vẫn đặt lõm vào phía bên trong này để cho chúng ta sờ vào ấy, nó cảm thấy nó dễ dàng hơn ấy. Nhưng mà con này sờ vào cảm biến vân tay như này này, cảm biến vân tay nhạy lắm, thì nó lồi lên như này, cũng cho chúng ta một cái trải nghiệm mà nó sẽ hơi khác lạ hơn một chút so với những chiếc điện thoại khác. Nhưng mà được cái là cảm biến vân tay cực nhạy, một chạm cực nhạy như thế này thì cần gì cảm biến vân tay ở bên trong màn hình làm cái gì, đúng nào? Đấy, rồi tiếp tục nữa nào, nói tiếp về cái phần thiết kế mặt trước thì sao? Phần viền phía trên làm khá mỏng đấy, và cái màn hình giọt nước của nó thì cái vuốt giọt nước này mình thích hơn, nó vuốt giọt nước hình chữ V, mình rất thích hơn là cái kiểu vuốt giọt nước hình chữ U. Đấy, phần viền hai bên cũng làm khá mỏng, và phần viền dưới như thế này là rất mỏng đối với cả một sản phẩm tầm giá chỉ hơn 5 triệu mà thôi. Mình đảm bảo với các bạn là có những sản phẩm chỉ hơn 5 triệu nhưng mà dày gấp đôi cái sản phẩm này luôn. Nếu mà so sánh sang với cả Redmi Note 7 năm ngoái đấy, phiên bản tầm khoảng 464 hoặc là 6128, dày gấp đôi con này luôn ở phần viền dưới này. Nhưng con này làm viền dưới như này là mỏng rồi. Chúng ta sẽ không so sánh sang nó với cả flagship nha. Ví dụ như so sánh sang với cả Galaxy Note 10 mà mình, Note 10 Plus mà mình đang cầm trên tay này thì nó vẫn dày hơn. Đấy, nhưng mà so sánh sang với những sản phẩm giá rẻ như thế này đã là mỏng rồi. Về màn hình thì sao? Màn hình của Redmi Note 8 Pro sẽ là màn hình với kích thước là 6,53 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng, tỷ lệ màn hình thì vẫn là 19,5 chia cho 9 chứ không phải là 20 chia 9. Màn hình này thì sẽ cho một cái mật độ điểm ảnh rơi khoảng 395 ppi, và cái mật độ điểm ảnh đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó đủ tốt và đủ sắc nét rồi. Tần số quét chỉ là 60Hz thôi. Cái màn hình này thì mình đánh giá là nó có nhỉnh hơn so với cả Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Pro, tuy nhiên là mình vẫn cảm thấy là nó hơi ám đục một tí. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái màn hình chính này này thì nhìn nó rất là đẹp nhá. Nhưng mà khi chúng ta vào những giao diện màn hình màu trắng này, kiểu như là vào giao diện của điện thoại này chẳng hạn này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó hơi đục và mình cảm thấy là màn hình nó không được đẹp. Nếu mà so sánh sang với cả cái sản phẩm Redmi 5 Pro thì màn hình con này không đẹp bằng Redmi 5 Pro. Màn hình này là màn hình giọt nước và nó có chứa một cái camera selfie 20 megapixel ở chỗ giọt nước này. Đấy, mình sẽ test thử luôn camera selfie cho các bạn xem luôn. Đây, test thử luôn ở điều kiện này để cho các bạn nhìn thấy rõ. Camera selfie của con này thực sự là rất đẹp. Đấy, camera selfie mà. Và với cái camera selfie này thì mình cảm thấy là nếu mà so sánh sang với Oppo thì nó sẽ thật hơn camera của Oppo. Đấy, nó có cũng có cả những cái chế độ chụp ảnh xóa phông đối với cả camera selfie này luôn. Đó, và đối với cả Redmi Note 8 Pro thì nó sẽ có thêm một cái cổng hồng ngoại nữa ở phía trên này này, để cho các bạn có thể điều khiển được TV hay là điều hòa bên trong gia đình được dễ dàng hơn. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề hiệu năng thì sao. Vấn đề hiệu năng sẽ là cái vấn đề mà mình nghĩ là rất nhiều bạn đưa ra cái tranh cãi về cái sản phẩm này. Sau này chạy con chip Helio G90T, con chip mạnh mẽ nhất ở trong phân khúc tầm trung của MediaTek. Và theo như MediaTek nói là con chip này sẽ mạnh mẽ hơn cả Snapdragon 730 và Snapdragon 730G của Qualcomm. Đấy, trong cái quá trình sử dụng ấy thì mình thấy là sau này khi mà chơi những tựa game như kiểu là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile thì nó bật được mắc cấu hình lên. Đấy, bật được mắc cấu hình lên. Trong khi đó thì Snapdragon 730 và 730G không thể bật được mắc cấu hình. Nhưng khi bật được mắc cấu hình lên thì sản phẩm này chơi cái mắc cấu hình đó là khá tệ. Đấy, sản phẩm có gì chúng ta phải nói thẳng nói thật với nhau. Và khi chơi game mắc cấu hình tệ như vậy thì nó sẽ xảy ra một vấn đề, đó là sản phẩm này nó sẽ bị nóng. Nó sẽ bị nóng lên. Đấy, và nóng lên hiển nhiên nó sẽ bị tụt pin nhanh rồi. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta để ở chế độ bình thường giống như là Snapdragon 730 và Snapdragon 730G thì nó sẽ chơi game tốt hơn là Snapdragon 730 và 730G. Đấy. Và nếu mà so sánh sang với cả những cái con chip như kiểu là Snapdragon 712 của Redmi 5 Pro trong cái tầm giá này chẳng hạn, thì con chip Helio G90T nếu mà chúng ta để chế độ bình thường nó sẽ chơi game tốt hơn là con chip Snapdragon 712. Đấy là điều chắc chắn. Không thể nào có chuyện là Snapdragon 712 chơi game tốt hơn là Helio G90T như một số người khác nói được. Đây là điều không tưởng. Đấy. Tiếp tục nữa nào. Về cái độ nóng thì nó có độ nóng, nhưng độ nóng là ở mức độ mình đánh giá là khó chịu nếu chúng ta sử dụng bật chế độ mắc cấu hình. Còn sử dụng các tác vụ hàng ngày thì lại rất mát, với viên pin 4500, con này sử dụng cực kỳ trâu.
Đấy. Và với cái sạc nhanh của nó đi kèm theo máy thì mình sạc con này trong vòng 1 tiếng 45 phút là nó sẽ đầy viên pin 4500 mAh. Còn nếu bạn chỉ sử dụng để xem phim ý, thì nó sẽ on screen được khoảng 8 đến 9 tiếng. Còn nếu mà chơi game thì nó sẽ chơi game được khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ, như cái bài test game mà admin Kha đã test game rất chi tiết cho các bạn. Với bộ nhớ RAM là 6GB thì cái dòng này sẽ tương đối là thoải mái và đa nghiệm mình đánh giá là ổn thôi, không phải ở mức độ quá tốt đâu, nhưng mà 6GB là mức độ rất tốt ở trong tầm giá rồi. Nhưng mà về bộ nhớ trong 64GB với cá nhân mình là quá đủ đối với bản thân mình rồi, nhưng mà có thể là với một số người khác thì các bạn lại cảm thấy rằng là các bạn cần lưu trữ phim nhiều, các bạn cần quay video nhiều, thì bộ nhớ trong 64GB có thể sẽ là chưa đủ đối với các bạn. Tiện thể nói về việc lưu trữ nhiều trong việc quay video, chúng ta sẽ nói về camera của Redmi Note 8 Pro đi. Redmi Note 8 Pro có bộ 4 camera ở phía sau, trong đó là nó sẽ có một cái camera có độ phân giải rất cao, camera chính là 64 megapixel. 64 megapixel này thì mình cảm thấy là cái độ chi tiết của nó khi chụp ảnh ra là tương đối tốt. Đấy. Tuy nhiên là cái màu sắc chụp ra ở trên cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro này mình cảm thấy nó hơi nhợt nhạt. Nếu mà so sánh sang với cái sản phẩm lần trước mình đã từng sử dụng, đó là cái con Redmi 5 Pro, thì Redmi 5 Pro cho cái màu sắc nó đậm hơn và nó không bị nhợt nhạt như là cái sản phẩm này. Đấy, hơi đáng tiếc một tí đó là mình lại không có Redmi 5 Pro ở đây. Mình vừa mới phải trả Xiaomi cái Redmi 5 Pro đấy rồi. Đấy nên là không có cái bài để so sánh chi tiết để cho các bạn xem là ảnh như thế nào. Đấy, nhưng mà con này nhìn chung ý là có một cái chất lượng chụp ảnh ra là khá tốt. Đấy, nhưng mà nếu mà so sánh sang với Redmi 5 Pro thì nó sẽ không bằng được. Đấy, nó sẽ có bộ 4 camera ở phía sau tương đối là đa dụng. Sẽ có một camera chính có độ phân giải là 64 megapixel, một camera góc siêu rộng, một camera chụp ảnh xóa phông và một camera chụp ảnh siêu macro. Đấy, hình ảnh như thế nào thì mình đã show lên trên hình cho các bạn xem rồi. Con này quay phim và thu âm ở mức độ ổn thôi. Thu âm thì chủ yếu là trong phòng kín này chúng ta sẽ cảm thấy ổn. Còn nếu ra những điều kiện phức tạp kiểu như là ra ngoài trời chẳng hạn, đấy, hoặc là thu âm trong những điều kiện mà có âm thanh ồn ào thì nó sẽ thu âm không được tốt cho lắm. Vừa nãy trong cái quá trình nói về phần hiệu năng thì mình cũng quên mất không nói cho các bạn, đó là bộ nhớ trong 64GB của con này là bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao UFS 2.1. Nó sẽ cho cái sản phẩm này cái khả năng khởi động lên khá là nhanh, khởi động trong việc khởi động lại máy này cũng như là khởi động ứng dụng lên tương đối là nhanh. Đấy, và đấy cũng là cái ưu điểm của cái Redmi Note 8 Pro này. Còn viên pin thì mình cũng đã nói rồi đấy, viên pin 4500 kèm theo là sạc nhanh thì là sử dụng khá ổn. Đấy, sóng sánh nghe gọi thì mình cũng đã nói hết cho các bạn rồi đấy. Nói chung ấy là trong cái tầm giá khoảng hơn 5 triệu, Redmi Note 8 Pro là một cái sản phẩm rất nổi bật với việc là có thiết kế bằng kính ở phía sau, màn hình cũng thuộc dạng ổn ở trong tầm giá, camera thuộc dạng ổn ở trong tầm giá, hiệu năng mình đánh giá là tốt nhất ở trong tầm giá luôn. Đấy, thời lượng sử dụng pin cũng có thể coi là rất tốt ở trong tầm giá, nó chỉ không bằng những sản phẩm pin 5000 thôi, nhưng mà pin 4500 là cực tốt trong tầm giá rồi. Có hỗ trợ sạc nhanh và đặc biệt nữa là MIUI của nó thì nó sẽ thân thiện hơn rất nhiều so với ColorOS. Cái điều này là cái điều mình nói luôn với các bạn. Và MIUI thì được cập nhật rất lâu dài, trong đó là có cái sản phẩm mình đang cầm trên tay này thì nó có luôn một cái phiên bản phần mềm cập nhật luôn ở đây luôn. Đấy, luôn luôn cập nhật MIUI cho các bạn. Đó. Thêm nữa đó là nó cũng sẽ có hai SIM cho sử dụng, nó cũng sẽ thoải mái hơn, sóng sánh nghe gọi thì tốt. Đấy. Và sửa chữa các thứ nó cũng dễ dàng. Đặc biệt nữa, sau này được bảo hành 18 tháng. Đấy. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Redmi Note 8 Pro và tất cả những cái điều mà nó đang có bây giờ? Liệu trong cái tầm giá hàng chính hãng chỉ hơn 5 triệu đồng sau khi đã trừ đi hết quà và thanh toán qua VNPay tại 7S thì các bạn có bỏ tiền ra để mua sản phẩm này không? Cũng có thể để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.